Một em trâu luôn các bạn ơi. Đấy là cả trâu này. Đây. Đấy. Hai anh em nhà mình sẽ đi câu tiếp nhé các bạn nhé. Mồi thì mình sẽ chuẩn bị ở nhà đây rồi, vì ở dưới này thì không có nơi để mà đào trùn, có nghĩa là trùn không có, không phải là nơi không có. Đấy. Mất đi câu mà luôn. Cá trâu này là hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé. Mà nó ngầm nó hơi sâu quá rồi. Sâu đâu. Rồi, xong. Đấy. Mình bỏ trong bao này chứ không là nó trườn ra mất. Đấy. Bạn lấm đúng là sát thủ của cá các bạn ạ. Như các bạn đang thấy ở trên hình đấy. Đây, phân co rất là nhiều này. Phân co nhiều lắm. Như buổi tối mà co nó sẽ đầu ở trên này này. Trên cả cái cành cây keo, cây tràm này này các bạn này. Anh em nhà mình đã đến cái địa điểm cấu rồi các bạn ạ. Đấy thì lá lụt nhiều lắm. Đây, nước trong xanh luôn. Ở phía đầu kia là trước, hôm trước là mình đi cấu ở đâu kia đó các bạn ạ. Mình hôm nay chuyển địa điểm lại đâu này. Hôm nay anh em mình chuẩn bị tầm 5 cân cấu. Đang móc trùn ra để mà cho vào móc vào lưới cấu đấy bạn ơi. Trùn thì lúc này mình đào thì còn to lắm. Hôm nay đất ẩm á. Đây là người bạn của mình, đồng hành với mình cùng được mấy video đấy. Ở chỗ này thì nước nó chừng hơn á. Cân cấu nó pháo nó không bị nước tổng đi nhiều. Quá trình lắp mồi vào cân cấu thì phải để rún nó. Con chú nó phải trung hết cả lưới cấu các bạn nhé. Vì như thế thì cá nó sẽ thể ngầm luôn cả cái lưới cấu vào. Mới bỏ được một chút đó mà đã có một cá cắn cấu rồi các bạn ạ. Đây. Đây. Cá mới cấu lên xong này. Mình phải tìm cái bao để bỏ vào chứ. Đây. Nó khá nhỏ, nó đang nhỏ. Nhưng mà lát nữa nó sẽ cấu được to, cá to hơn nữa các bạn. Hy vọng thế. Em nữa đây các bạn này. Ở đây toàn là cá rô phi nhỏ thôi. Đây. Sát thủ. Đấy. Đó. Lại được thêm một con cá rô phi nữa các bạn ạ. Đây. Con này thì nó to hơn những con vừa lúc nãy. Đây. Đây các bạn ạ. Không biết là do cái chỗ này nó hợp phong thủy hay là do chỗ này cá tập trung nhiều á, bạn cấu bạn lấm cấu đỏ hơn mình các bạn ơi. Chắc là người có duyên với cá đấy. Do nó cũng kỳ nắng. Mình cũng đặt cấu lâu đài đó mà chưa được con nào cắn cấu các bạn, nhưng mà bạn lấm được mấy con rồi. Mình đẩy pháo của mình cũng đồng đầy nhiều mà giật là nó không cắn. Có lẽ là nó rỉa môi hết rồi. Mình giật xem quả này. Mình phải kiểm trá môi xem là nó còn được không hay là đã hết rồi. Ừ.
Cắn thôi. Hả? Cắn thôi. Có cái hết môi được. Một kiểu nhiều cá nhưng mình người nhiều kiểu nhiều. Một con cá rô phí nữa rồi các bạn ơi. Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Vàng hươm luôn nhá. Còn đấy là con cá rộc, cá trâu con này. Mình xem nào. Ôi chả thấy ta cùng tâm được gần 1 cân nữa đó các bạn ơi. Nhiều lắm. Sau một hồi cánh chừng thì mình đã câu được một con cá rồi các bạn ạ. Đây. Cá rô phi đang hoang nha các bạn nha. Hoàn toàn tươi sống luôn. Rồi, đang thở này. Nhưng mà cá rô phi đây vàng. Giá nó vàng. Vì nó ở vùng nước sống á. Bản rô phí nữa các bạn ạ, bản lấm rất là đỏ luôn, đúng là sát thủ câu cá. Đó, tầm này thì về, ui. Ui. Rán giòn lên hoặc là nấu chua bón các bạn nhá. Tầm này cả rô phí mà vàng như thế này thì đúng là loài cá sống chính hiệu luôn này. Thịt thì ngọt tuyệt vời luôn. Bây giờ khoảng tầm trưa rồi, khoảng tầm 10 giờ rồi đó các bạn ạ. Nhưng mà cá thì vẫn đang tích cực là rỉa mồi và mình càng anh em mình càng câu thì lại càng muốn ở lại để câu thêm một chút nữa đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Ư, trời. Rỉa hết mồi đó các bạn ạ. Cá này khốn quá. Ở đây thì cá nhỏ ấy, nhiều lắm các bạn. Mà khi đi câu thì phải đào thêm trùn nữa. Không là cả nhỏ nó rỉa hết môi là sao không có môi để câu nữa. Vì ở đấy là đào trùn không có. Mà phải trùn phải đào từ nhà đi. Rồi nhưng mà mình là hết đang chắt chiếu từng con giun cuối cùng ấy. Toàn rỉa môi thôi các bạn. Chứ không thấy nó được. Cá khốn quá. Ở đây là chỗ này là gần cái dọc chảy ấy, nên là bác bạn thấy là lụt này nhiều lắm. Mà lụt này nó ẩm á, cho nên là cái cuống nó cũng dài ra hơn so với cái là lụt mà ta ăn ở nhà. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Là lụt này. Nó có vị như lá lụt ở nhà luôn, hương vị đều như thế. Nếu mà câu thả câu đó mà lên đấy mà ngồi cho mát thì cũng được, hoặc là làm cái lán ở đó chỗ kia thì này tuyệt vời hơn nữa nhé các bạn nhé. Bữa sau mình với bạn của mình sẽ làm một cái lán để thử thách ngủ và câu cá qua đây một đêm. Ví dụ chỗ này thì mùa này mình thấy cũng rất là mát mẻ này. Nhưng mà buổi tối thì chắc mùi hơi nhiều ấy, nhưng mà không sao, mùi thì ta xử lý được. Con sến con vắt mới sờ chứ còn mùi thì ta xử lý được. Chào các bạn nhé, hiện tại thì mình đang phải xấu cá để về rồi các bạn. Nắng quá mà mùi cũng vừa hết rồi. Mình tìm được một cái sợi dây này này. Cá béo lắm các bạn, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó béo lắm. Ôi mưa thằng. Đó. Đây đâu cái ống ở đây. À ở trong cái cây này. Trong cái trâu này.
phía dưới ạ. Bò đi mà đang mà lấy. Một con tun dưới nhỉ. Con tun đi bò kia này thì mà đang mà lấy. Đôi tiền. Còn nhiều. Còn có cây này này không? Đấy. Các bạn thấy chưa? Một sấu cá khá là nhiều rồi đấy. Cá trâu này coi như còn